nông thôn mới hay công tác quy hoạch chỉnh trang đô thị. Bên cạnh các thành tựu đột phá trên các lĩnh vực, một số ý kiến cũng đề nghị thành phố cần cương quyết, chủ động hơn trong việc khắc phục các hạn chế, nâng cao năng lực cạnh tranh, quan tâm các vấn đề con người, cơ sở hạ tầng, môi trường và quản trị thủ đô. Dự thảo báo cáo chính trị cũng cần nêu lên các bài học xác đáng cho Đảng bộ về công tác chỉ đạo điều hành, về phát triển hài hòa giữa kinh tế xã hội với đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng an ninh.